anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiểng, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy. Anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi hoài. Em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đanh Vui Tính. Chào anh Nam bên Giọng Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ước, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Dạ, em chào anh MC Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mộ Quốc. Năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành, Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Dạ, em làm nhân viên chất lượng ạ. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng mà thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu không chị? Nhưng mà em lại có điểm mạnh là em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm của em thì em thích nấu ăn, thì rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái. Thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Thí dụ bây giờ khi mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi chờ, giống như hẹn họ đi chơi là phải đúng giờ. Nhiều khi có thể xuất nó xê dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu quá hơi khó chịu. Bực mình á thì mình sẽ ít nói, không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước á thì mình sẽ bắt chuyện lại. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình mà sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Cũng có các bạn nam để ý nhưng mà em... không biết sao nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu của em được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Còn mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em, ví dụ em nóng lên á thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ... bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Thì cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nóng tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m56 đến 5-6 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em mới muốn một cái người đó. Ví dụ em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt mình là vũ khí đó. Mình bật lên đó là người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh là người đàn ông sợ nhất là cái nước mắt. Tóm lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói cho anh Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm lại là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn, dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng. Quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi, bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. Dạ chị, em không nhậu rồi, không nhậu. Cái uống, không biết nhậu. À, dạ không nhậu. Nhậu uống 1-2 ly là người nó đỏ, mặt nó đỏ lên là... Đó tốt chứ có đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ gì không? Em sợ ma lắm anh.
Thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài em chơi, chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy em thấy một bóng đen em sợ, em chạy hết đà, em chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. À, qua ngày hôm sau mới đi ngang, đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Không, thấy cục xi măng nhưng thấy con ma em sợ, con ma nó mặc cái ghê lắm, cái ghê lắm. Dài rồi lắng con đồng hồ rồi răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp. Một hộp à hả? Yeah. Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à. Em sống với ba mẹ. Như là làm đó. Dâu đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm. Em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi, chơi luôn đi. Có sập sân khấu không? Dạ được. Không làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Coi là gia đình mình có ủng hộ không? Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi, cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai em xin dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc. Nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh vỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em. Nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ, em đi với anh em, anh bà con. Rồi, chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn anh nha. Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha. Để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà khoe liền đúng không? Rồi, mở rào. Tặng anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi, hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống một phê với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui muốn hỏi anh thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à? Đi hoài à? Vợ đâu đi bộ? Phải đi bộ chứ mày giờ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh, đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi nhỉ. Anh sẽ ôm em. Đạt được bao nhiêu phần trăm thôi, tiêu chuẩn của em? Khoảng 50%. 50%? Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng không phạt. 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi chứ mấy. Ở đây không có sai gì hết. Dạ. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến xa hơn.
cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút đi uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ không phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. 1 2 3 hết thời gian. Nắm tay nhau với bạn rồi hãy chào các bạn hạnh phúc nha hai bạn. Cái này khỏi đây được. Không được. Cái này khỏi đâu có khỏi được. Hôn má hay hôn đầu em? Em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Khuyết điểm của em là em hay giận. Cái gì không vừa ý em là em giận. giận cái gì cũng giận. Gái mà chị. Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. Đơn phương thì em cũng có chẳng phải 5-7 mối. Chẳng phải 5-7 mối. Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Nhà gái đã sẵn sàng rồi cho nên mời nhà trai bước ra trước. Trời ơi, mời nhà trai. Mời em trai, mời em trai. Rồi. Mời nhà gái. Rồi. Bây giờ em trai giới thiệu đi. Trước hết em xin gửi lời chào đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ vâng. Thì tên là Nguyễn Hữu Cường, em sinh năm 1987 ở Hà Nội. Tại em đang đào tạo để trở thành võ sĩ MMA, võ tổng hợp. À, rồi Cường sinh năm 87 đó, võ sư đó. Vâng, em có học 6 môn võ rồi. Sao tự nhiên nhấn mạnh chữ võ sư quá vậy? Để cảnh báo bên nhà gái vậy đó. Nè. Không, em học võ mà em không đánh phụ nữ rồi em. Mình cảnh báo rồi mà, đâu có đánh ai đâu. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu một cái là hết hồn liền nè. Giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả. Em chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Anh, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Văn phòng mà làm công việc gì cụ thể là làm gì vậy? Dạ, em làm bên kiểm toán ạ. Dạ, kiểm toán là con số đó, nhức đầu lắm đó. Rồi. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là một tiếp phụ nữ của gia đình. Em có thể nấu ăn ngon. Có thể nấu ăn ngon là sao? Hên xui đó. Không, em nấu ăn ngon, em nấu ăn được anh. Rồi còn khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em là em hay giận. Ủa, hay giận là sao? Nó có thể cụ thể hơn được không? Cái gì không vừa ý em là em giận. giận cái gì cũng giận. Gái mà chị. Bên mình hãy nói cho nhà gái biết coi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Vâng thưa anh, điểm mạnh của em là em biết võ thuật. Em học 6 môn. 6 môn? Võ gì kể con nghe nào. Em học Taekwondo, xong chuyển sang Thiếu Lâm. Xong chuyển sang Vịnh Xuân. Xong Tán Thủ. Rồi. Thất Sơn Thần Quyền. Và bây giờ em học thêm võ tổng hợp MMA. Dữ gì đó hả? Và em học cả boxing và Muay Thái nữa. Coi như cả đời học võ đó. Chút mở rào em làm một vài thế coi chơi cái nha. Không, đó, bây giờ làm liền. Không, bây giờ làm liền. Để hồi ra mắt hả? Cô gái kia cho nó ta thấy luôn, hiểu không? Chào em. Thôi vậy thôi đi về. Tính đi qua kêu trổ tài cho coi trước. Hồi để ta làm bài bản cho nhà gái thấy luôn, hiểu không? Ok. Em có tật xấu gì không Cường? Dạ, tật xấu của em là mải chơi. Mải chơi. Chơi gì mà mãi chơi vậy? Em mà chơi game. Võ sư này chắc là chơi võ lâm truyền kỳ dữ lắm nè. Em thích chơi game, game gì? Game đánh nhau. Game đánh nhau. Kêu võ lâm truyền kỳ cũng chịu. Học võ đánh ngoài cũng được, đánh trong game. Vâng đúng ạ. Đúng không? Nó hai cái đều giống nhau. À. Đó. Có mấy mối tình rồi? Mối tình đơn phương thì có được tính không anh? Được luôn. Đơn phương thì em cũng có chẳng phải 5-7 mối. Chẳng phải 5-7 mối.
Trời ơi, cái gì mà đơn phương nhiều vậy? Mà sao em nhát, em không nói hay sao em yêu? Không, nói. Em thể hiện em tỏ tình hết nhưng mà người ta không chịu. Rồi xui vậy trời. Chị người ta bảo là có người yêu rồi thì em không muốn phá hoại tình cảm của người khác ấy. À trời, xui quá. Rồi ngoài 5-6 cái mối tình đơn phương đó là có cái mối tình chính thức nào không? Chính thức em có hai mối tình nhưng mỗi mối tình được có 1-2 tháng. Trời ơi, chính thức mà tới 1-2 tháng lần đó. Chỉ mới quen biết vậy thôi hả? Có nói là yêu thương gì chưa? Dạ không nói mà tiến tới luôn ấy. Có hả? Đến A đến Z rồi. A đến Z rồi. Một hai tháng. Thấy chưa? Mới 1-2 tháng từ A đến Z luôn á. Đừng có giỡn. Tự nhiên cái tim nó đập. Thấy chưa, mà mối coi gì chứ ta có tài lắm. Chơi đoàn tấn công không đúng không? Đâu, toàn người ta tấn công em thì được. Em tấn công thì toàn là thua. Sao chia tay? Chung là cũng không hợp chứ. Bạn gái đầu tiên thì bạn ấy cũng kiểm soát em nhiều quá nha. Vì sao với cả cứ đòi chia tay nhiều thì tự ái đàn ông ấy, thì mình cũng chia tay luôn. Chia tay luôn. Ta đòi chia tay nhiều quá ừ luôn. Quen có 1-2 tháng mà đòi chia tay mấy lần? Phải đến gần chục lần đấy. Trời đất ơi trời. Chào anh. Chào em gái. Xinh xắn đó. Xinh, rất là xinh. Mình có mấy mối tình à? Dạ, em có một mối tình ạ. Lâu không? Dạ, cách đây 2 năm. Nhưng mà vì công việc em bận quá nên là cũng không có nhiều thời gian để đầu nhưng tư. Nhưng yêu nhau mấy năm á? Yêu nhau cũng có 1 năm thôi. Giờ còn bận không? Dạ, giờ đỡ rồi. Giờ đỡ bận rồi. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng của em thì bạn đó phải nam tính. Bên đây nam chắc rồi đó. Chắc nam rồi đó. À, từ A tới luôn. Dạ. Mà sống là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ, phải bản lĩnh. Phải là một người cho em có đủ khả năng dựa dẫm khi em cần. Yên tâm, không nào dám quýnh em đâu. Sáu môn này. Không ai dám đụng tới em. Tám môn này, bữa em mới học thêm 3 môn. Bữa em mới học thêm 3 môn. Thấy chưa? Thấy chưa, đừng có lo, đừng ai đụng tới em hết. Hồi mở mà mở rào múa cho em coi nè. Vậy em không thích đàn ông cái gì? Không thích đàn ông nóng tính. Cái này thì không chắc này, bên này kia có nóng. Nhưng mà nhào nóng xong nhào chơi game, quýnh trong game thôi, không quýnh ngoài đời. Vâng vâng đúng rồi. Đúng không? Vâng vâng đúng rồi. Thấy chưa? Biết mà. Còn gì nữa không? Không thích gì nữa? Dạ không thích đàn ông nói nhiều. Mày... em ít nói. Càng hay em không nói câu. Nhiều là đây thanh minh hết rồi đó, được chưa? Dạ. Ok. Còn em? Dạ, em thích sao? Em thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Thích mẫu người phụ nữ giống bạn gái bên kia. Trời ơi, trời ơi. Được đó. Được đó. Biết người ta bên đây sao chưa mà đòi giống bên đây. Nhưng mà tôi nghe tôi cũng thấy được á. Nếu mà tôi nghe bây giờ tôi cũng thích người như vậy luôn á. Thích người cao hay thấp? Cao thấp thì anh cũng không quan trọng. Được. Mập hay ốm? Không ốm quá. Được, bên kia mấp mép mà mềm được đúng không? Thương. Được. Đúng mẫu. Bên đây có dạ da có thịt lắm. Bên đó không bằng bên đây đâu. Bên đó không bằng bên đây đâu. Dẹp đi nha. Bây giờ ngoài cái tài đánh võ em còn ca hát nhảy múa gì được không? Em có hát được Lam Trường ạ. Rồi hát cho bên kia nghe nè. Vâng, em xin phép gửi đến các vị quý khán giả và anh Quý Linh và mình hát thôi, mình dò quá một hồi nó rách cái quần đó. Nãy giờ tôi thấy dò dữ lắm. Em xin biểu diễn bài hát Anh Luôn Chờ Mong của Lam Trường. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn. Trong đêm thu khuya vắng mưa từng cơn. Anh lang thang trên phố quen ngày xưa. Xa em anh mới biết bao ngày qua. Ngày tháng trôi đi, lòng vẫn thiết tha hoài mong. Wow wow, wow wow, wow wow. Anh Lam Trường phải có cái đó. Hồi hôn xưa pha dấu, đêm quanh hiu. Miên man bao nỗi nhớ, đêm dài thêm. Em yêu ơi có biết, anh chờ em. Từ phút giây mong chờ, mình có em.
biết em vẫn còn còn yêu anh hay em đã vội quên, biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi, thương bao mãi luôn được bên em cho em tình yêu người yêu ơi, anh luôn mong chờ biết em vẫn còn còn yêu anh hay em đã vội quên, biết em hay còn yêu anh không người yêu sao ơi, ước mơ mãi luôn được bên em cho em tình yêu người yêu ơi, anh anh luôn được rồi em thôi. Này là coi như em ruột Lam Cường á, hát rất giống Lam Cường. Phở. Mọi người gọi em Lam Cường. Rồi, để nói vui đó. Một người đàn ông rất là thú vị nha em gái. Rồi, bây giờ nè, người thân của em đi là nay là ai? Sao đấy, người thân em là em trai họ em là Tuấn Anh. À, em họ đó. Xin chào quý khán giả, chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Tuấn Anh, em là em họ của anh Cường. Thì em thấy bạn nữ bên này rất là ok. Bạn rất là dễ thương, bạn rất là hiền dịu. Và con người em cảm thấy là một người rất là có trách nhiệm và một người mà phù hợp mà cho cuộc sống gia đình ạ. Dạ, em xin hết ạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với chị dâu của em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào các anh chị khán giả trong trường quay. Cá nhân em thấy thì bạn nam bên này rất là vui tính, cũng chất phác, hiền lành. Em hôm nay đi là chủ yếu ủng hộ với cổ vũ cho em Oanh. Em Oanh thì là một em chồng rất là ngoan, hiền, giỏi nữa, lại độc lập nữa, nấu ăn cũng ngon. Làm việc trong công việc thì cũng rất tốt. Thì do, chắc là do bận quá cho nên đến giờ vẫn chưa kiếm được ai ưng ý. Thì hôm nay lên đây thì em cũng mong là em Anh sẽ kiếm được bạn trai để đi về. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy anh này hiền. Nhưng mà chủ yếu là do quyết định thì cũng do em Anh quyết định. À nhưng mà được đúng không? Dạ được. Vui không? Dạ vui. Bây giờ nè, mình mở rào, bạn thể hiện. Sao không em tặng hoa trước? Được. Mình đi đường quyền liền. Đường quyền trước. À, không, không sợ bạn sợ. Không có sợ, bạn ngồi coi em. À. Mình vô cái làm một loạt liền. Tất cả những thế nào đó. Em thích Lý Long. Đúng rồi. Lý Long. Em muốn làm gì làm. Tạo dấu ấn đầu tiên thôi đó. Dạ vâng. Rồi sau đó tặng hoa sau. Chuẩn bị sẵn sàng. Mở rào. Lùi quân. Nào, quay lưng này. Đây đây anh. Gấp gấp quá, gấp quá. Thì nào quay lại là chơi liền nha. Hey, hey. Tưởng đâu mày có đá luôn. Em ơi, ơi. Mà không. Không, không hả? Ừ, không thì được. Thôi, đi chương trình anh ơi. Dạ, em cảm ơn em. Không, anh cảm nhận coi. Ấn tượng không? Dạ. Dạ. Ấn. Ấn tượng không? Ấn tượng không? Dạ, có. Trời ơi, người ông này có thể bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi luôn. Tìm người này không khó đâu. Không, không phải dễ. Rồi, được rồi. Rồi đi em. Hay lắm, anh thích em rồi đó. Không? Vâng, cảm ơn anh. Thích em rồi đó. Đó, người đàn ông phải bản lĩnh như thế đó. Hình như hồi hộp dữ lắm phải không? Vâng, em... Nhưng mà mệt không? Mệt không? Hỏi thiệt có mệt không? Không, không, em bình thường. Không, vậy là khỏe lắm á. Thôi, mình trả không gian cho hai bạn. Chào em, anh Cường. Rất vui hôm nay được gặp em và qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình có duyên gặp nhau thì... Nói để đừng có già trà cái quần nữa thì... Em không biết nói gì. Bối rối. Vậy em tên là gì nhỉ anh? Dạ, em tên là Oanh. À, em tên Oanh à? Thế em... nhà em ở đâu?
Dạ, quê em là ở Khánh Hòa, còn em đang sống ở thành quận 7. À, anh ở quận 7 á? Dạ. Mình cũng gần nhau nhỉ? Dạ. Khi nào có dịp thì mời em đi cà phê. Thì dịp này chứ dịp nào? Em thường khi thời gian rảnh thì em hay làm gì? Khi rảnh thì em hay đi chơi với bạn. À, thế à? Dạ. Thế ngoài đi chơi với bạn thì em có cái sở thích gì không? Em thích nấu ăn. Mỗi nấu ăn thôi. Em cũng ít sở thích nhỉ, đúng không? Từ từ tìm hiểu sau anh. À, thế cho anh hỏi em về cái quan điểm hôn nhân và tình yêu của em như thế nào? Quan điểm của em thì phải tôn trọng nhau và tin tưởng nhau. Quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh là anh thì anh hay thích xem phim trưởng, rồi chuyện trưởng. Thì thường là hai nhân vật chính thì người ta yêu thì người ta sống chết vì nhau ấy. Đấy. À, là vậy đó hả? Là tức là thích một cái tình yêu giống phim trưởng vậy hả? Đúng rồi chị ạ. Một tình yêu chung thủy sống chết cùng nhau. Em có ý định khi nào mình sẽ kết hôn không? Dạ, thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Thì khi nào anh cầu hôn thì kết hôn. Dạ. Hay nha. Rớt tim, rụng tim. Bây giờ nè, em bước tới nắm tay cô ấy. Em nói những cái cảm xúc của mình về cô ấy nãy giờ. Em ấy là người thế nào, em nói cho cô ấy biết. Sao anh xin nắm tay? Không phải bắt tay. Nắm hai tay vậy nè. Đúng là gì đó. Đó. Ừ đó, như vậy đó, rồi nắm. Thì anh cảm thấy là em rất xinh và cũng hiền lành. Có cảm giác được đây là một nửa mà mình đang tìm kiếm không? Mình để thời gian trả lời. Ừ. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi. Được rồi đó. The Great Wave Toshiba. Hãy cho nhau cơ hội. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép, có thể là mảnh ghép của mình. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm để nút bấm đó cho người khác. Hãy quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Bắt đầu bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Oanh. Dạ. Gia đình có hối gì chưa? Dạ, ở cái này là gia đình em đăng ký cho em. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy là gia đình hối lắm rồi đúng không? Dạ. Bây giờ nè, mẹ Oanh, gia đình Oanh đang xem chương trình đó. Cường nói vài câu đi. Dạ vâng, cháu chào các bác bố mẹ của em Oanh. Cháu xin phép các bác và ông bà cho cháu được hẹn hò với em Oanh. Và nếu chúng cháu có duyên và đến được với nhau thì cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho em Oanh đến hết cuộc đời. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng cho hai em nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Hãy nắm tay nhau trò chuyện tiếp tục để tìm hiểu nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi á. Với lại em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Vậy là đi tìm thầy giáo đó. Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Vợ chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa dung hòa. Đúng rồi, dung hòa đúng rồi. Mời nhà gái ra trước.
Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Trần Thị Mỹ Tiên. Em là sinh viên học khoa cơ khí. Năm nay là sinh viên năm tư. Wow, cơ khí em học Bách Khoa. Dạ. Hiện tại thì đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở thành phố Thủ Đức. Quê mình ở đâu? Mẹ em thì ở Quảng Ngãi, còn ba em thì ở Đồng Nai. Rồi Mỹ Tiên còn rất là trẻ, sinh viên đại học Bách Khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94. Trước em cũng là sinh viên Bách Khoa nhưng mà Bách Khoa Hà Nội. À, Bách Khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Đúng là sắc Thái, vừa Thái vừa sắc. Học Bách Khoa là sắc học cái gì? À, em học ngành điện. Ngành điện? Điện dạ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái thế nào nè? Dạ thì mới gặp thì em hơi ngại, thành ra là hơi ít nói. Nhưng mà khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều. Em còn nói nhảm nữa. Tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn. Dạ em bung luôn, em kệ người ta luôn. Nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi, mình nói nhiều quá, không cho nó nói một câu nào hết trơn. Trời ơi. Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ hồi đó lúc em còn nhỏ á chị, cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ mình đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không. Em vẫn nói. Dạ em nghĩ sao mày? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại. Trời ơi, mình không có giận đâu, nhưng mà chị á, ai hiểu hiểu. Ờ, vẫn chưa hiểu lắm. Dạ chị. Rồi bây giờ khuyết điểm là cái gì? Dạ, đó là khuyết điểm của em á chị. Dạ, ưu điểm là khuyết điểm luôn. Dạ, nó nhiều lắm. Em còn bị đơ cơ mặt nữa chị. Ý đơ là... hả? Dạ, là mặt em nó cái gì này. Đơ như cây cơ hả? Cái gì vậy? Người nhà em nói là chị mà để cái mặt này hả, người ta tưởng nó chị chê người ta. À. Em cười á chị. Hay là cười là chỉ cười tới đó thôi hả? Dạ, em cười tới đó. Để hồi tôi qua tôi coi đơ, mặt đơ thế nào. Thái Sắc nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh, có nghĩa làm sale, cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp. Khuyết điểm của em thì là người hay suy nghĩ, và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính. Nóng tính hả? Vâng, nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu, chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát nóng tiết. Lắm là làm gì? Cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả. Hét lớn không? Ờ, cũng bình thường. Bây giờ hét thử đi. Anh ơi đừng có hét, từ từ đem chuẩn bị tinh thần, em bị giật mình. Bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó, cái mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào. Đằng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần. Đâu em không hét to đâu, em chỉ là ấy thôi. Nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi. Có nghĩa là mình trong tầm kiểm soát. Không có gây sát thương cho người khác. Dạ, đúng không? Dạ. Chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á. Không có đâu, không có. An tâm rồi. An tâm chưa? Nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó. Dạ. Mà nghĩa là thấy ngoại hình được. Hỏi có đường tình duyên thế nào nói với Ngọc Lan nghe. Yên tâm quá. Giờ đường tình duyên ngày xưa của mình như thế nào, nói cho chị nghe coi. À, em thì có hai mối tình. À, một mối tình là từ thời cấp 3 và một mối tình là từ năm 2 đại học. À, mối tình học sinh thì cũng theo kiểu như là thích thôi, chưa phải là yêu. Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2. Thì do chia tay là có nghĩa là còn trẻ, thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa chín chắn, thành ra là chia tay. Rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ. Bây giờ mình làm việc thì có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa? Hiện tại thì em nghĩ là đủ. Đủ? Đã đủ. Mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó? Em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa khi mà kinh tế mình vững. Thì lúc đó mình... 1, 2 năm. Dạ. Có định hướng rõ ràng luôn. Rồi. Hả? Okay. Bây giờ tới nhà gái nè, mình nói về cái đường tình duyên của mình nó như thế nào đi. Hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị. Thành ra là mọi người cũng hay kêu em là con dâu, cháu dâu này nọ. Hồi năm lớp 8 thì em cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ, mấy cái tóc đầu nấm này nọ. Nên là có một bạn nam đầu gấu trong trường thích em mà chặn đường em chị. Chặn đường đi học của em. Em sợ của em tán cặp được mặt người ta luôn. Lớp 8 thôi đó hả? Dạ, người ta chặn đường em đó chị. Chặn làm cái gì? Nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là bạn gái đi rồi nó cho đi học. Mới chặn thôi. Em sợ quá em sáng cặp trên xong em đi học. Là đó là em tính một mối tình của em đó hả?
Người ta có tỏ tình với em rồi chị. Đó là một mối tình chứ. Tại mình tán nó thôi. Không có tán thì chắc cũng tới rồi. Cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không? Thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng. Con gái mà thích đeo đồ cặp đó chị. Em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo. Xong em đeo được đâu tuần hai tuần cái em làm mất. Cũng em không. Em làm mất. Xong cái tụi em chỉ không chơi với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi, mối tình học sinh đó. Tại không đền nữa đó, nó lại mất phải đền. Vậy là hai mối tình nó vậy đó hả? Dạ dạ. Vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha. Mặt đâu có đơ đâu. Mặt dễ thương. Mặt cảm xúc mà. Đơ dễ đó, mình tập nó dễ đó. Tiên học bách khoa. Dạ. Học nghề cơ khí. Dạ. Ủa sao con gái mà học nghề cơ khí nha? Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá, nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á, để em đi vào cho nó đỡ trắc trở. Hợp lý. Đỡ trắc trở. Hợp lý. Đó. Hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý. Nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ. Sau đó cấp 3 cái em dốt lý luôn. Em cũng không định vô bách khoa đâu, mà bạn thân em kêu là bây giờ tao học ở trường đó, mày học trường kế bên đi cho nó trưa hai đứa mình ra ăn cơm trưa. Cái em cũng vô, mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh? Đúng rồi. Đó anh chị thấy không? Cái em vô ai về đâu. Cái môn mà em vô, cái ngành mà em vô toàn nữ không. Cơ khí sao nữ nhiều ta? Cơ khí không yếu nữa luôn. Em học ngành dệt may á chị. Cơ khí nhưng mà... Cơ khí dệt may à? Dạ. Có 8 nam trên 93 nữ. Cơ khí có câu thơ gì quen thuộc á, nhớ không? Không biết anh bên kia có biết không ta? Có không? Có. Câu gì đâu, đọc thử coi. Thơ thì chắc là em không biết rồi, nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì hơi mạnh mẽ một chút. Em biết là như vậy. Thì em đoán vậy thôi, chứ không biết đúng trong không. Trong trường em có lưu truyền câu thơ là trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Gái bách khoa như củ sắn lùi anh. Rồi con này có nghe rồi, có nghe. Hồi đó quyết định học bách khoa xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi, mình có bị nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị, ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm. Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết. Dạ. Yeah. Hai mối tình lãng nhách à. Trời ơi, mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách. Chưa có, coi như chưa có yêu đó. Thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu. Bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào? Em muốn anh đó phải cao to một chút để còn che chở cho em nữa. Ngó, quên rồi, nãy tôi đi qua mà tôi quên. Ký ức tôi quên rồi, không biết có cao to không? Có, ngon lành, không phải thằng này đâu. Không phải thằng này đâu. Ngon lành. Ngon, còn gì nữa không? Gì nữa? Nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt, em thích ăn lắm. Thời sinh viên thì em cũng ở phòng trọ ở ký túc xá. Thì bắt buộc phải biết rồi. Sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi. Nhưng mà ai trải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết. Vấn đề là nấu có ăn được hay không đúng thôi. Đúng rồi, chứ ai biết nấu hết trơn á. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi kém toán. Nên là anh có giỏi toán không anh? Anh kèm toán cho em ra trường. Vậy là đi tìm thầy giáo nữa. Vậy là đi tìm thầy giáo nữa. Dạ. Nghiệt ngã ghê vậy đó. Phải toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em. Dân bách khoa là phải giỏi toán. Bên đây là cơ khí dệt may nên nó hơi yếu yếu về toán. Nhưng mà vô bách khoa là phải toán lý hóa giỏi. Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi. Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Còn thực gì? Ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà... Em thích ăn đồ ngọt lắm. Okay. Con gái mà thích ăn chè nè. Ăn chè, ăn bánh. Dạ, uống trà sữa. Ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để... Vậy nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi. Thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok. Còn trong thức ăn thì em thì người ngoài Bắc á. Thì cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút. Nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao. Vì rồi. Yêu là làm được hết. Dạ. Còn Cường... Tôi thấy cái kia rồi. Đúng rồi. Anh ăn được mắm tôm không anh? Người ta người Bắc là người ta phải ăn được mắm tôm rồi bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, bún đậu mắm tôm đặc sản luôn. Bánh ngọt ăn với mắm tôm ngon lắm á. Thôi, còn yêu cầu của em trai sao nói chị Lan nghe đi. Dạ em thì chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi. Vợ chung là biết lo cho chồng, xinh xắn một chút. Xinh là có xinh đó. Dạ, chỉ cần thôi. Còn tính cách theo em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa. Dung hòa. Đúng rồi, dung hòa với nhau. Dạ. Để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha. Trời ơi, ngại quá. Biết suy nghĩ về tương lai không? Ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không? Em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ rồi em còn là chị cả nữa nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn. Biết sao chị phải hỏi kỹ không? Tại vì dân bách khoa, con gái bách khoa cá tính lắm, cá tính mạnh mẽ cho nên nó có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng
trong cái chuyện tình cảm á, nên là rất là dễ làm cho các bạn trai hơi bị dội đó, cho nên là chị phải hỏi kỹ về cái vấn đề này. Nhưng mà không, bên đây là không có khô khan gì đâu nha, bên đây là nó hài hước lắm, vui lắm á, hài hước vui vẻ. Bạn gái lắm bên kia có nhiều cái cá tính vui lắm, lắm không có khô khan gì hết trơn trời á. Thôi Tiên không thích điều gì đàn ông Tiên? Dạ em không thích mấy anh trai mà không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên. Sao thái sắc, mình có trong tình trạng đó không? Em thì gọi chung là cũng trau chuốt một chút về bản thân. Dạ cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ. Dạ có, em cài đây có. Bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha. Thôi còn thái sắc, mình không thích điều gì ở phụ nữ? Phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là không hiểu biết. Điều đó là em sợ nhất. Dạ rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân chút xíu. Em trai đi với ai? Em đi với em trai, em đồng nghiệp luôn ạ. À đồng nghiệp hả? Dạ, dạ. Chào em thấy bạn gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không? Lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang xem chương trình. Con tên là Thịnh, là đồng nghiệp của anh Sắc. Thì hai anh em cũng chơi rất thân thì lúc mà vào công ty tới giờ. Nói về bạn gái bên đây thì em thấy bạn gái rất là xinh xắn nha, dễ thương nữa, tính tình thì vui vẻ nè, thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó. Hôm là bạn gái hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó. Em đi với ai Tiên? Dạ em đi một mình chị. Dạ. Thôi không sao, ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa, nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình. Dạ. Bây giờ ta mở rào nha. Bắt đầu. Mở rào. Em đi cũng là chuẩn bị sẵn một cái món quà thì chắc cái này là sở thích của em rồi, thích ăn đồ ngọt đúng không ạ? Món quà này thì anh cũng gửi cái tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này. Em thì có sở thích là đọc truyện. Truyện tranh này là của một tác giả Việt Nam. Thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng. Nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau, một người theo đuổi một người còn lại, giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó. Thì em tặng anh, okay, mong là anh sẽ thích. Anh cảm ơn. Rồi mình về ghế ngồi đi, ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn. Sorry nãy giờ anh cũng hơi run một chút á, thành ra vẫn chưa biết được tên của em á, có nghĩa là không nhớ. Dạ em tên là Mỹ Tiên á anh. Mỹ Tiên. Cô Tiên xinh đẹp. Anh cứ nhớ vậy đi. Thôi ta tính. Ok. Có bài hát Cô Tiên năm 2000 đó. Dạ đúng rồi. Em là học ngành cơ khí, là hiện tại là ra trường, gần ra trường đúng không? Dạ. Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á. Em mới gần ngã tư MK anh. Thực ra là anh mới vô thành ra không À dạ. Vậy mà ông hỏi. Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi, còn anh là do mới vào nên không rõ đường ở đây trong này lắm. Em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? Với, gọi chung là xinh đẹp. Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh xin làm. Thì anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Thực ra hiện tại là anh đang ở trong này một mình. Thì cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó, thì có cần một người tâm sự. Ủa buổi tối thôi, còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm. Buổi sáng bà đi học bà ơi. Ôi, buổi sáng làm online luôn. Buổi sáng làm đi, làm gì có thời gian. Chỉ có cuối tuần thôi. Dạ. Hỏi rồi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học, rồi mình ăn sáng rồi mình đi, rồi em đi học anh đi làm được không? Thôi ngại chị ơi. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Thực ra thì đối với em hôn nhân có nghĩa là người Bắc hơi có cái gì đó nó hơi giống như truyền thống một chút. Đối với em hôn nhân là cả đời, có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu, là người vợ của mình sẽ sống cả đời với người đó. Ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí. Em cũng hơi sợ cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á. Em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào, nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích
thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia. Còn những việc nửa công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được. Em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào? Em thích người đàn ông tinh tế. Chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh. Đúng rồi, chính xác. Thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế, bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan. Dạ. Bây giờ bạn trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó. Mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi. Tiến tới. Dạ. Sau đây em xin hát ca khúc là Say You Do đi. Một đoạn là Say You Do nhé. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, tại vì mình còn trai phải làm sao. Anh run dữ vậy anh? À, run lắm. Hơi run một chút. Dạ, anh run. Run bập 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 bập. Hơi run. Dạ. Em hát lại đi. Hả? Em á? Em hát đi. Em hát lại đi. Hát đi. Em hát một câu thôi được không anh? À, ok. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Mới một nửa câu. Hay đó. Quên lời mọi người. Bây giờ hai bạn về chỗ nè. Bây giờ mình sẽ để tay mình nút bấm đi. The Great Wave. Toshiba. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng bạn ấy rất là năng động nha, bạn ấy rất là vui tính luôn á, cá tính nữa, chủ động luôn á, có sự cải thiện nhiều đó. Bạn nam này cũng là một bạn người nam rất là sâu sắc. Đúng rồi, bạn gái hài hước lắm đó. Hai bạn này đẹp đôi. Một, hai, ba. Rồi, chúc mừng các bạn. Đâu quá em, đâu quá em bấm nhanh quá vậy, trời nhanh vậy. Đâu em rất tự động mà, cái gì càng sớm càng tốt. Hãy nắm tay đi, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau đó. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này, nó sẽ đủ lớn. Gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó, hãy nói vài lời với người lớn đi. Thì trước tiên cho cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác. Với em Tiên thì hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy cho cháu. Cháu có thể chăm sóc, có nghĩa là trong cái quãng thời gian tới thì cháu sẽ cố gắng, nói chung là cho cái sự nghiệp của mình, để làm sao đó làm cái chỗ dựa vững chắc nhất cho Tiên. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi, anh đừng rồi, làm anh gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đó, trời dễ thương vậy không. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting, bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp rồi. Khác sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi.
Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui đó là em ngủ thường hay hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn, mình cãi lộn ra luôn. Về thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, chủ la là phải rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy. Nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi được chuyện. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chứ đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn cái đề giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần như nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy? Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết. Đừng có xài chung cái gì hết. Cũng đừng có ở chung luôn. Cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn. Coi gì vậy, không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Vậy không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân. Nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ cũng có. Khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân. Lát nữa bên kia giờ chị cho cái anh kia anh nằm đó, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi á. Ồ ghê vậy. Em bê lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Rồi. Em trai em khỏe rồi đó. Khỏe có rồi gì đó. Là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói. Em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau xuống hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm. Hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông?
Hút thuốc. Hút thuốc. Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4-5 chai. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Rồi, nghe hỏi tôi nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1.5m là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm, màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi. Có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây với ba em. Em chờ bán, em chờ bán. À, rồi, chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có bác. Đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Bác hỏi một câu vậy thôi, bác kia bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận với nhau nha. Mở rào. Chắc rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổi chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tất. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là... Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em làm nhắc thiệt không chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu? Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cơ, đứng... nằm đi cơ. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thể thử sao được không chị? Không, phải thử được, có khỏe không chứ? Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho lõi chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi chừng nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó. Gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm, hôm nay lên đây thì hơi run một chút.
Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chung tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vào những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chắc sẽ chia vô về, để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ chứ? Em cảm nhận chị. Em đơ chứ, em cảm nhận gì? Em nói chị nghe coi, em cảm nhận sao nãy giờ? Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ em nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Và em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á, thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em. Còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á, thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ em, mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau, bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, chồng dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu từ trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào em? Về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ.
Em ở quyền nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Thạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè, rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể, chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ em. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Nếu như mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm đó chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Hai lần tắm mới tiếng đó chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự đó chị. Là nên mất, mỗi mất lần bao lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thế anh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc thì ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ,
Cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn rồi, nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò á thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái, nhìn bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Rồi bạn em hãy hát lại luôn, hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để trong lúc lẫn nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đấy. Nắm Linh. Luôn đi, nắm luôn. Anh ơi, phải thả ra về bấm luôn. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động này. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Là sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha.
3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì à, phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? À, em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Dạ, kính chào cô. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ. Làm quê em người miền Trung. Trung dạ, là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tánh tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người, nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em giá thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi. Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dự? Dạ, thì cũng mối tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo, hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo. Dạ, cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo một dạ, mình bạn có ai? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không em nào. Gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa
cậu trẻ dẫu khó đưa sâu, bằng lòng theo anh xưa mãi đành nghèo về quê. Người dân chỉ có tấm lòng, có chỉ xuồn ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ, thì lâu lâu cũng có xã giao đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ, giống như xã giao thì vẫn được chị. Không hút thuốc. Dạ, em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Trời, tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi như đó thôi đúng không? Dạ, chú cũng không mong gì hơn. Dạ. Để anh Quang xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ây, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ, có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì cũng cố gắng chờ đợi. Nhưng mà tới đó mà hai người về yên với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được. Nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi. Nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng. Nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời đâu mà dễ thương, hiền lành quá vậy không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn ha. Hôm nay mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi, chào cô, chào em gái. Dạ, chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chưa cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu thì mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và em cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em. Và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong anh nhận cho. Dạ, em cảm ơn. Làm vợ anh nhé,
anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là hơi dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên mà hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Các anh cười cong môi, các anh lặng lẽ ngồi. Người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con ha, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Thấy không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. À, em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. À, nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đi dự. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy. Rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ cảm giác vui và hạnh phúc. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ con xin chào hai bác và xin phép hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nha. Dạ xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? À, dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng.